gia đình muốn xin để thầy cha cố cũng thiên thiên ở đây cùng với thầy Nam và người anh của mình hiện tiến sang Tam An như vậy. Thì chúng ta cùng với làng cha Hoàng Sứ, giáo sư Tân Phú làm nghi thức cuối cùng. Chúa
Chúa đã hứa thiên đàng cho người trong miên không vui. Xin thương đưa cha cô chúng con về trời. Xin Chúa nhắm đời chúng con. Chúa đã cho cha cô chúng con được thanh tẩy nhờ nước mưa tôi và được in dấu nhờ việc xưng dầu thánh. Xin thương nhận cha cô chúng con vào số can thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhắm đời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng cha cô chúng con trong tiên mình và máu thánh Chúa. Xin thương nhận cha cô chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhắm đời chúng con. Chúng con đang thương khóc và nhớ cha cô chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhắm đời chúng con. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, cha kể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa là cha công Phêrô đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới trên đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tinh hữu, vì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha cô Phêrô được nghỉ yên muôn đời. Ta cho ánh sáng đàn cô chiếu soi trên linh hồn cha cô Phêrô. Xin lúc thì chúng ta có thể đi qua cha cố để đến việc mộ. Xin các đoàn chúng ta bắt đầu hát, sau đó ban đôi kèm có thể thổi tiếp. Lần nữa con cũng xin sau khi hát cha cố mời quý cha, quý sơ, quý thầy cũng như tất cả mọi người chúng ta xa chúng ta về lại cái trường để dùng cơm mà chưa kịp thật không cũng như là chiêm của thầy. Oh,
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chưa 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 chư